Phải về cái lều, cái lều gì mà chấp giá từ lừa, không giống cái lều gì hết. Má xuống nước đã không má? Ừ, má kê. Má kê luôn hả? Bình mặc quần đùi với áo trong rồi. Má không tắm thôi, mặc chi. Cái gì đem thay phòng hờ ha, cho má tắm đã luôn. Rồi vô lấy bây giờ lấy nước rửa chân cho má, má ngồi đi, má ngồi xuống cái ghế đi. Hồi má đi cát cũng hồi dơ à. Ê, nó dính cái dây ở đó rồi chị Kim nằm bên này. Trời ơi nó dính kìa. cho nó ngược này, cho nó ngược lại. Nó bị kẹt cái này nè chị Kim. chị Kim đóng dù ngoại vô ngồi ghé rồi. Bà Tin với bà Thi vừa nằm vừa hát. Còn bên này chị Khanh và Tí Ti. Em mắc cỡ luôn như trong mơ đến ai bơ vơ nỗi đau mình em. Tắm dù xong tới giờ về. Chị Khanh nãy giờ ngồi quậy quá. Chị Khanh quậy quá nha các bạn. Bạn lần đầu tiên em ngồi phía sau lưng của Linh Trần. Các bạn có muốn em tả về Linh không? Vừa hát, cái miệng thì hát mà bốn ngón chân đặt nhịp luôn. Năm ngón đi nhịp rõ ràng luôn. Đúng không Linh? Đúng. Bữa nay cái môi hồng hồng nữa các bạn. Trời ơi, cái má hồng hồng nữa, ra biển mà hồng hồng. Người ta nói chứ, người ta nhìn cái lều của tụi Khanh, người ta nói lều này giống như là cho hồng lết, chứ không phải là người đi biển. Ai nói, em nói với ai? Người ta đi biển á, người ta mặc đồ bikini đi, rồi người ta ra biển, người ta phơi nắng này kia. Cô ở đây nó trùng kính mít mắt hai áo lạc nữa. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ăn đợt 2. Ngoại ăn đợt 2 rồi đi về nè má. Ăn cái này nè. Má ơi. Ơi. Bên này chấm nước vịt ăn được. Nước vịt là nước gì? Đục hết nước vịt rồi. Chị lên kia em lấy cái bạch thơm với cherry ăn luôn. Đưa cái bao đó ra luôn rồi chị Khanh lên. Ăn đợt 2 nha các bạn. Trời ơi đợt 2 còn có nhiêu đây thôi đó hả? Cũng rồi cũng tốt. Ok, bữa nay ai đi chợ bao nhiêu? Làm ơn nói cho thủ quỹ để có group á, nhắn ra ai mua bao gì. Nha, tụi em về. Ăn cho hết khỏi đem về nha. Mọi người bữa nay ai đi chợ bao nhiêu bỏ vô group giùm chị nha. Em đi chợ 80 ngàn. Tự mày trả. Kỳ vậy. Ngờ nói là tự thôi trả. Vô leo hả? Cho chị xin. Vô leo chấm mè luôn. Cho chị xin cái gì được? Ô, vịt vẫn còn ok. Ví dụ mà ngồi Duy Trúc á, cái tin nó có một câu chuyện, có cái tạp kia á, bà để Duy Trúc lại cho con chó 50% gia tài của bà đó. Đúng rồi, bà người Mỹ á. Đúng rồi, đúng không tên? Rồi một bao nhiêu phần trăm cho cái nhỏ gì mà 25% cho con cái người làm neo bao nhiêu năm? 25% bà không có con chó rồi, đúng không? Con gì nè? Đúng rồi, có những người vậy đó, nó chạy rồi. Không phải khách em, có những người như vậy đó, có những người như vậy, khách của bạn em.
người ta thương. Người bây giờ đó, người ta để di chúc lại. Bây giờ bây giờ em thấy con cháu em có nhiều rồi. Giàu vô cùng, cái nhà mà giống như là không phải cái nhà mà giống như là cái nhà rồi, cũng một cái resort luôn á chị biết không? Nhà lớn lắm. Mà không cho ai hết, chỉ cho những cái hội này, hội kia, hội nọ hết, không cho một người nào trong gia đình hết. Chỉ trước khi mà tại vì lúc cái vấn đề mắc cười lắm, cái câu chuyện không biết làm CEO thì là làm tốt với lại làm neo chung trong một cái tiệm. Thì lúc mà vô thì là lúc nào sư cũng nói là một ngày nào đó tại sư không có con gì hết, tụi bay là lúc nào cũng giúp theo tao, một như family là rất là thương nhà. Cứ nói là sau này khi có chuyện gì là everything sư gần là đưa sắm tiền thì là làm cái gì đó. Nhưng mà đến cứ đến hôm Christmas, last Christmas mà sư là sư bị cancer, mà cancer mũi nó nhanh quá, chưa tới 6 tháng là sư đã đi rồi. Hay là cái Christmas đó, last Christmas đó là CEO sư cho em 300 cho người thợ tóc 300. Thì sau đó chị cũng nói cho tụi em biết là chị vậy vậy. Nhưng mà chị chưa kịp bỏ vô trong cái gì chút của chị là chị đã mất. Cho nên là cuối cùng là family chỉ đem 2 chai rượu vô cho em với đại bạn. Còn toàn bộ nhân gia đình không được một cái gì hết luôn. Toàn bộ là cho hội hết. Giàu vô cùng. Nói gì em Bill Gates đó, em coi ghi chúc ổng đâu có để cho con ổng đâu. Không. No. Thì nó con của em phải tự làm nên. Có những người người ta dạy con người ta như vậy. Mà anh nói vậy thì nghĩ là về cái luật đẻ ra phải có trách nhiệm chút. Em để cho bây giờ mình chơi một người khác người ta có tiền, con mình nó không, cái số của nó nghèo, nó đang có thể rồi. Là con người ta giàu quá rồi đâu, nó ổng làm will từ lúc con ổng còn nhỏ mà. Làm lại mới hồi vậy, lại mới hồi. Nhưng mà bây giờ ổng chết rồi mẹ ơi. Bill Gates còn sống không? Không, Bill Gates còn sống, nhưng mà cái ông Bill Gates còn sống còn cái ông kia kìa. Cái ông nào chết rồi tôi quên rồi, Apple gì đó quên. Ông Apple của ông CEO của Apple. Steve ông, gì đó. Ông Steve Jobs. Đúng rồi, Steve rồi, ông Steve chết rồi. Steve Jobs. Nhanh. Cho hỏi suy nghĩ, cảm nghĩ khi mà chị đi biển với tụi em hôm nay. Lần đầu cũng là lần cuối. Em không thể tưởng tượng một ngày đi biển của em. Em không thể tưởng tượng em ngồi trong liều bưng kính lại luôn. Chỉ có một cái hơi thở nhỏ nhỏ, một cái lỗ nhỏ nhỏ cho em nhìn sóng biển dập dìu. Chúng em không phải là ngồi góc đó nhìn được biển, nhìn góc đó nhìn được bạc. Em thích như vậy, có thể được hưởng được không khí của biển. Nếu mà không có cái liều này, mình phải mở cái này ra thì mình mới có được không khí. Còn cái liều nhỏ ấy, cái liều này nó chận lại nè. Giờ mình ngoại thấy... đi à, kìa mình mở được rồi đó. Ngoại về rồi mình mở liều này ra đi. Trời mình hưng. Ủa thì... chú ơi. Ai vậy? Ủa chị Kim chưa về nữa hả? Ai Kiến trời đó. Giờ ngoại hay chị Kiến của thầy. Đằng ơi chị Kim em đúng bị nó xấu. Không có chị Kim. Kiến của thầy ghê không? Ngoại trả cái kiến với cái nón nè. Đằng ơi. Nón em để ngoại đeo. Mình chỉ vừa chuẩn bị nói xấu chị Kim chỉ vô. Nói chứ chúng ta có gì để nói xấu, bây chúng ta quá xấu rồi. Không còn gì để nói nữa. Đời là vàng ngày sầu. Hai con. Biết biết. Ủa biết tim vui. Đời là vàng ngày sầu. Biết tim vui chốn nào. Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường. Tiếng sang sang sang. Sang sơn đem hái hoa hồng bán cho ba người qua. Anh đang từ xa bước đến ghé qua ngang hàng em. Em yêu anh. Ông ơi, ông đã ra rồi.
mà thành cái này. Ngày xưa có một con bé đó mặt mày nó trắng tươi à, nhưng nó rất là lạ. Lạ ở một điều rằng là khuôn mặt thì trắng mà tay chân thì đen. Cô bé ấy một ngày nào cô bé ấy mỗi lần đi ra biển hay đi đâu đều cầm dù, thế là mọi thứ đều che, của bằng tay không che. Và thế là bà lái xe không che mà cô bé đó che. Ông cầm dù không che. Thì bây giờ mình mới khi mà mình tìm hiểu về cuộc đời cô bé, mình mới biết là tại vì hồi nhỏ cô bé rất là thích ăn rất là không thích ăn đến mức độ mà ăn mà đến nỗi độ mà nó không vậy? Mà ăn nhiều đến mức độ không tiêu hóa được các bạn, mà nó bà ướt lại hai bàn tay và theo năm tháng chút định nó ướm vô người, cho nên nó tỏa ra những làn da cô bé làn da chocolate. Đây vui thiệt luôn, để từ sáng giờ nè đi ngoài bị ôi là trời. Ôi là trời, cái lề của tôi là các bạn ơi, chỗ so trống cái giống phải cái bàn quá à. Rồi em nhìn cái lề mình thấy gớm quá em ơi. Giống như nhạc nhạc. Tại đẹp luôn. Nó đẹp, nó chụp hình cái giờ xe của mình qua đây. Cái nhiều lúc mà nó đi qua đó là xe chỉ chưa tới giờ. Nó đi qua có thể là lúc mà 4, lúc mà 2, 3 giờ gì đó. Trời ơi, các bạn ơi, cái lều của mình giống homeless lắm các bạn. Em đã bị tích kịch rồi. Xe của Christy bị tích kịch rồi. Ê, cái lều của mình giống bị homeless rồi, thôi ghê quá. Rồi, bây giờ chương trình bây giờ là 5 giờ 5 phút. Đồ ăn đã gần cạn kiệt. Gió thì đã lớn dần. Nắng thì đã vô lều, không ai dám ngồi đây hết. Khanh thì nằm bên kia, Linh thì ngồi bên đó. Ở đây là Lệ Thi, Tiên Tiên, Kitty. Chuẩn bị chúng ta chắc phải dọn dẹp đi về rồi, bởi vì gió to, có thể nó sẽ bung cái lều này đi. Thôi mình ra mình chia hai xe mình chơi. Còn rất là nắng làm sao mà chơi, bạn thấy là tay tôi nó đen thui chưa? Ủa, con nhưng mà không mới đen đây hay sao? Đen thui nè, sáng giờ đó. Sáng giờ là nó đen thui như vậy đó. Hình như bằng em cỡ bà không có xịt chấm nắng hả? Không. Tôi ra nắng là nó đen như vậy đó. Vậy cho bắt thịt bò thôi. Mau ăn nắng quá ha. Ừ, ăn dữ lắm. Đũa đi. Chứ mình đũa đâu. Về nhà mình có. Bây giờ về nhà có không? Có đâu, về nhà mà thấy chuột ấy rồi. Chơi gì nổi nữa. Chia hai phe cho U đi. Ui, mà nắng sao rồi U. Về nhà vô cái chỗ bát thịt bò đó, phối cho chơi. Chơi U cũng được, chứ đây chơi nó. Nắng chết luôn, thôi chơi U nổi. Ồn lắm lắm. Với lại U ngoài biển nó ồn lắm, mình đâu có nghe được U hết thôi. Nấy hơi khác U làm sao. Mình dọn lều đi. Dọn đi thôi. Dọn đi. Mình chơi nhảy ba bố. Nhảy ba bố tiếp sức được. Ba bố đâu nhảy. Kìa, có. Kìa, nhưng cái mà nào? Chơi cái gì chơi nắng lắm không chơi nổi đâu. Không ra ngoài. Nắng chết luôn á, chơi gì nổi. Em thui nhé, không mồi luôn à. Thế cũng đen. Trời ơi, tao đen thui à, tao đen gớm. Thôi mình đi bắt đầu dọn dẹp này trước đi, ở trong này trước đi. Bỏ hết đi. Ừ, bỏ đi. Còn xíu à, đâu có nhiều đâu. Trái cây đem về. Thế đem về bỏ nước lạnh đi. Rồi bây giờ chúng ta đã bắt đầu dọn dẹp lều để đi về. Gió quá nhiều. Đây. Chị cầm cái này nha chị Khanh. Rồi chị Khanh làm chiều đi chị Khanh. Ơi lấy cái bàn khác. Khanh làm nhiều sao? Nhiều phải không? Ha 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 ha
Bay lên, bay lên. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi về. Nay thứ hai mà quá đông ngoài biển mà đốt thứ hai, đố tại lý sao? Do tại sao mùa này đông đốt đốt tại vì có nắng. Đang là mùa hè thì đó, mùa nắng học nghỉ học hết rồi, người ta nắng người ta ra quẹo đây không lên giống như tụi nó nghỉ học hết đó. Rồi cách ti đậu xe lúa 2 tiếng bị phạt một cái tịch kịch, cho nên là mọi các người bạn nhớ nha, hãy nhớ vô là phải lo trả tiền đi đó, chứ còn không là xui là dính không tiền. Trả tiền nhưng mà lúa 2 tiếng không, bởi vì khi mà mình hồi nãy lúc mà mình đi vô là mình lo trả tiền liền, còn khi mà mình nhắm hoặc cần gần hết rồi thì mình lo mình bỏ vô liền. Chút kinh nghiệm mình phải mua, mình phải mua, mình nhắm mình đi lâu thì mình đi 4 tiếng. Ai mà đi biển có 2 tiếng mới ra đi về. Ủa nhưng mà 2 tiếng là nhiêu tiền chị Khanh? Hình như là 5 đồng hay 6 đồng một tiếng á, hay là 4 đồng chục, không biết, quên rồi, hình như 4 đồng mấy 5 đồng rồi. Nhưng mà bị phạt là 50 mấy đồng, 58 đồng, lỗ 2 tiếng. 2 tiếng mà chơi quên nó xong cái ra cái nó cho một cái tích tích kịch luôn. Ừ, đây mới đúng là mùa hè. Khi mà mình ở ra biển thì mình phải như vậy. Nhưng cái này là không được với bà Tám Cam Thơ. Cái này con nít người ta lên mặt. Sức mấy người lớn kìa, người ta cũng đưa người ra kìa. Người ta phơi nắng, người ta đi hưởng thụ ánh nắng, người ta bảo là đi. Thì chị phơi đi. Dạ thôi, em sợ đen. Sợ chị không phơi. Không, mà nói thiệt cái thơ nha, cái này là kể chuyện thiệt. Ở bên Canada đó, các bạn có biết không, mỗi lần á, mà được đi Mỹ á, mà mỗi khi mà thơ mà từ bên Mỹ mà thơ về, mà người thơ mà đen như vậy đó, gọi rằng là tụi nó mê lắm thơ. Tụi nó rất là thích là đi tắm nắng mà nâu như vậy đó. Nên khi mà chị đi qua bên Mỹ ha, là chị đi chị phơi nắng, đi phơi nắng. Tại vì bên đó là cái mốt mà đi về mà da ngâm vậy là coi như là mình rất là đẹp. Và người ta biết là mình mới đi vacation về, mà ai cũng gọi là mơ ước để được đi tắm nắng ở bên Cali à. Trong khi đó thơ nó, bên trái gì? Thơ nó ở Cali mà nó lại đi trùm, nó không thích, nó không thích nắng. Tại em không phải là người Canada. Hồi đó chị đi qua Mỹ là vậy, đi qua Mỹ là về phải đen. Và ai nhìn mình cũng là
giống như là giống như người ta ngưỡng mộ thôi lắm vậy đó, thấy không? Ừ. Trời ơi mày mới vừa đi Canada gì mà đi Mỹ vậy hả, trời ơi này kia kia nọ không, da mày đẹp quá này kia. Ở bên kia thì tụi nó trắng bóc và lạnh mà. Đã về tới nhà các bạn ơi. Về bác Cường nghe không? Ai? Bác Cường diễn viên. À. Bác Cường hả? Bữa qua cha con bữa qua. Nghe hả? Ừ. Làm đôi cái nữa. Sau khi về nhà phải xếp cái lều đàng hoàng ở chải là chị Trang. Đó. Để xuống này đi ha. Đã xếp xong một cái, còn một cái. Bỏ xuống chị nào. Nó lộn rồi. Đúng rồi, hai là hai lại. Cái xanh nhà bên kia, chị bên kia lại. Cái này thì nó hơi nó ra dễ hơn. Chị cầm đi em phụ rồi. Ủa mà vô. Tại sao vậy? Mà tại sao cái này ra dễ hơn cái kia vậy? Cái này cái lỗ nó, cái cửa sổ nằm ở trên. Cái e nó ra dễ, chị bỏ tay chị thôi. Rồi, một chiến sĩ ngã gục sau khi đi biển về. Cười cười đau khổ. Cười miếng cười. Ủa sao cái này làm dễ vậy nãy kia khó vậy? Thì cái hơi mình để trên mình có kinh nghiệm hiểu không? Có nhiều năm kinh nghiệm á. Ủa sao bỏ vô cái thùng trước hả? Không, cái thùng bao trước. Cái thùng rách rồi coi như dục rồi phải không? Cái này ai xếp cũng không đúng nha. Ủa? Cái này mình không bỏ chung vô cái đó hả? Chị cho cái cây dây này cho mấy cái của người ta luôn hả? Quắn rồi không, cái đó của mình là exercise của mình. Cho nó dính rồi. Đó nha. Gọn hơn rất nhiều. Sợi dây. Lấy mình nhỏ để nhỏ trong tay luôn rồi đúng không? Hai cái. Bữa nào có em sister? Bữa nào sưng hả chị Hương? Sưng lâu vậy chị Khanh? Sao còn lâu quá? Sao chị sưng quá à? Như chị tập mỗi ngày tập hoài à. Tại vì á, chị siêu tập lắm. Đừng có tập nhiều quá. Tại vì chị overwork yourself, chị làm dừng nhiều quá. Nhiều quá, dừng bớt lại. Tập nhiều quá không? Một ngày mấy lần thôi. Tập miết mà nó còn dày. Kệ nó. Thả ra, cứng lại nè. Không sao, kệ nó. Không, chị biết tập, nhưng mà chị đừng có overwork yourself là nè. Mình tập nhưng mình đừng có làm. Đừng có làm nhiều quá nó sẽ đúng, đừng làm quá sức. Ừ. Đây sưng, bữa nay tao thấy sưng. Nha chị thấy sưng là không được với nha. Có tái khám cho gì không? Có Hương, mua khám trong 2 tháng nữa đi khám. Mua cái cục mà vòng tròn á, hai cục đó chị xoay xoay. Đó, đó. 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 Chị tập. Cái đó mình cầm á, mình cầm cái tay mình xoay xoay á, nó tốt lắm á. Không, ý. Đâu không, đúng, cái đó là. Hai cái cục á, hai cục mà chị nè, thì xoay xoay vòng tròn hai cục đó. Ngày xưa người ta hay chơi cái đó thì chị nhớ không? Nhưng mà chị nói là Hương là phải đeo bọc vô cái tay cho chị, phải đeo, nhất định là phải đeo. Chị làm hai cái đó, chị đi vòng tròn tay chị nè. Cái tay chị nó sẽ bị đỡ. Chị biết cái đó không? Cái cục đó không? Cái bốt nè, cái bốt đeo đi vòng tròn á. Không, cái cục hai cái banh cứng thì cứng, chị đi vòng tròn tay vậy nè. Là nó sẽ tập cho cái ngón tay của chị nó flexible. Là cái đó nó giống như hai cái quýt mà chị đi vậy nè. Đi đó cũng khó. Không, cái đó em nó dễ lắm. Cái người già đó cái tay họ bị cứng là chuyên môn đi như vậy đó, để tụi bay ra dần rồi. Cái đó nó sẽ trơn chị đi vậy nè. Chị tập hai cái tay chị á. Hai cục nó sẽ trơn không có giống như cái này. Chị đi vậy nè. Chị đi hai cái tay vậy đó. Không, đi vòng tròn nè. Cái này nó hơi trơn nên chị đi nè. Chị đi biết cái tay chị nó nhuyễn á. Là hai cái tập của mấy ngón tay, chị tập gì nè. Chỉ cần mấy tháng thôi là chị ok á. Được mà. Làm sao mà em đẩy từ cái này qua cái này đó. Chảy đẩy lên, nghiêng lại. Chị phải tập, cái tay chị bây giờ là phải tập. Thấy không? Chị kinh đến mấy mốt chị phải đi nhuần nhuyễn cái tay chị nó sẽ hết. Ừ. Đó, từ từ.
cái đó nó trơn lắm cho nên chị đi nó dễ hơn chứ quýt. Nhưng mà bữa đi người ta có thấy sưng không? À, sưng. Rồi nó nói sao? Nói thì chịu như sao, chờ nó không theo dõi, còn tập. Cho chai nước rồi đi về. Hỏi chừng nào bớt, nó nói tùy theo cơ địa của người. Đi ăn mà. Đi ăn mà sao ti vậy? Đi chạy đây ăn cái rồi về đi ăn gì nữa lâu. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.